Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa. Showbiz Việt thời gian qua liên tục trải qua những cơn chấn động khi các diễn viên, ca sĩ sử dụng ma túy và vướng vào vòng lao lý. Đã có những lý giải rằng vì hoạt động nghệ thuật cần sự hưng phấn, cần sức khỏe nên họ mới phải sử dụng chất kích thích. Thế nhưng đó chỉ là những lời ngụy biện cho lối sống tha hóa, buông thả của một bộ phận nghệ sĩ. Để rồi họ đã đánh mất tất cả, từ sự mến mộ của khán giả, tương lai thậm chí cả người thân và bạn bè. Sáng nay, cư dân mạng chấn động khi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ việc liên quan đến Nguyễn Thị An, còn được biết đến với nghệ danh người mẫu, diễn viên Andrea Aba hoặc An Tây và một số người bị nghi ngờ tổ chức sử dụng ma túy, trong đó có cả ca sĩ Chi Dân. Trước đó, một nam ca sĩ tên thật là Chu Đăng Thanh, nghệ danh là Chu Bin bị tạm giữ hình sự cùng một số người khác để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khi lực lượng công an ập vào kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát phát hiện ca sĩ Chu Bin và nhiều người khác nghi có hành vi tổ chức sử dụng ma túy. Qua test nhanh, nam ca sĩ Chu Bin và nhiều người khác có kết quả dương tính với ma túy. Chu Bin là ca sĩ có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Năm 2007, ca sĩ này từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol và lọt vào top 30. Trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Chu Bin từng là vận động viên taekwondo, từng đoạt huy chương bạc giải toàn quốc và làm huấn luyện viên võ thuật. Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi mới vào nghề, cát xê chỉ 20.000 đồng một đêm diễn tại các hội chợ ở miền Bắc. Năm 2005, ca sĩ Chu Bin quyết định nam tiến để theo đuổi ước mơ âm nhạc. Chu Bin đã phát hành nhiều album và được nhiều người biết đến như Anh Đã Sai, Người Dưng, Anh Chỉ Cần Bên Em, Xuân Lộc Vàng, Hãy Tin Anh Lần Nữa, Em Của Ngày Hôm Nay. So với những đồng nghiệp khác rơi vào bê bối ma túy, thì danh tiếng của Chu Bin chưa đáng để bàn. Chỉ là khi anh này bị bắt thì người ta lại bắt đầu nhớ lại những tên tuổi, những nghệ sĩ nổi tiếng có tương lai đầy hứa hẹn phải xuống dốc không phanh vì ma túy. Trong giới showbiz lại có thêm một tấm gương tài liếp, nhưng không chắc đã đủ cảnh tỉnh nhiều người đang làm nghệ thuật, nhất là những người trẻ đang sử dụng ma túy để tạo cảm hứng khi lên sân khấu. Vào ngày 12 tháng 6, diễn viên Hữu Tín bị công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong giới showbiz khi ấy, Hữu Tín bị bắt là một thông tin rất sốc và nhiều người bất ngờ. Bởi Hữu Tín là diễn viên được rất nhiều người yêu thích, sự nghiệp của anh đang thăng hoa và được đánh giá là có một tương lai vô cùng sáng lạn. Ngay khi thông tin trên vừa được chia sẻ trên khắp mạng xã hội, giới nghệ sĩ cũng bắt đầu có những hành động, chia sẻ thông cảm, thậm chí thương xót với nam diễn viên này thông qua Facebook cá nhân. Điều này dấy lên làn sóng phẫn nộ, không đồng tình của khán giả khi chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật rất đáng bị lên án và tẩy chay của diễn viên hài Hữu Tín. Điển hình là bài đăng bộc lộ sự thương xót đàn em của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh cũng có động thái bênh vực Hữu Tín. Khi ấy nhiều người đã cho rằng các nghệ sĩ bênh vực, xót thương cho Hữu Tín quá cảm tính trong cách hành xử nên đã có những phát ngôn lệch chuẩn, gây ra những phản ứng trái chiều từ công chúng. Cuối cùng, nam diễn viên Hữu Tín cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình trước tòa. Vào tháng 4 2023, anh này đã bị tòa tuyên mức phạt 7 năm 6 tháng tù cho tội tổ chức sử dụng ma túy. Tại phiên tòa xét xử, Hữu Tín thừa nhận hành vi vi phạm của mình và rất ăn năn, hối hận, hy vọng được làm lại cuộc đời. Vài năm trước, nghệ sĩ Thương Tín đã cho ra cuốn tự truyện kể về đời mình. Người đàn ông ở tuổi thất thập cổ lai khi này không giấu nổi sự hối hận vì những cú trượt dài mà tất cả đều bắt đầu từ ma túy. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, được tung hô là một trong những tài tử hàng đầu của màn ảnh nhỏ, Thương Tín bập vào ma túy. Ông đã lý giải việc này là do không chịu nổi cú sốc trước sự ra đi đột ngột của người vợ mà mình nhất mực yêu thương. Tiền của đội nón ra đi, danh tiếng cũng bị hủy hoại trong phút chốc. Có lần lên cơn nghiện, ông mượn xe của một đồng nghiệp đem cầm để có tiền mua ma túy. Sai lầm nối tiếp sai lầm để rồi ở tuổi già, người nghệ sĩ này giờ đây sống trong dằn vặt và tiếc nuối. Cùng thế hệ với Thương Tín, cố nghệ sĩ Hồng Sơn từng được xem là viên ngọc quý của màn ảnh Việt. Sự nghiệp phim ảnh đang giữa lúc thịnh thì ông dùng ma túy. Người nghệ sĩ gốc Hà Thành với khối gia tài đồ sộ, gồm 4 căn nhà ở phố cổ, chủ quán bar có tiếng ở đất nội đô, tiêu tiền không phải nghĩ, bỗng rơi vào cảnh gia đình tan nát, của cải lần lượt tiêu tan theo thứ ma túy đáng sợ kia đến mức trở thành kẻ trắng tay, vào tù ra tội. Những ngày tháng đen tối nhất trong đời, ông nhận ra tác hại của ma túy thì cũng đã muộn. Thời của Thương Tín, Hồng Sơn và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, nếu như mạng xã hội phát triển rầm rộ như bây giờ, chắc hẳn đã có những quả bom scandal chấn động dư luận với sức tác động lớn hơn rất nhiều. Thế nên, những tấm gương tài liệu này chưa đủ khiến nhiều nghệ sĩ trẻ thấy sợ và tránh xa ma túy. Đêm mùng 5 tháng 3 năm 2018, Cường đi diễn ở Hà Nam về đến Hà Nội và đến căn hộ do thấy mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình ngủ nhờ. Trong lúc đợi Cường đến, thấy chuẩn bị ma túy đá để cùng sử dụng. Sau đó, Cường cùng hai cô gái, trong đó có chị Trần Thị Hát, đến nơi thế ở, liên tục sử dụng ma túy và quan hệ tình dục với cô gái 20 tuổi. 8 giờ sáng hôm sau, Cường chuẩn bị hành lý ra sân bay để vào thành phố Hồ Chí Minh thì bị ảo giác do dùng ma túy. Vì bị ảo giác nên Cường và bạn gái mới quen 20 tuổi liên tục có những hành động khác thường, không kiểm soát được bản thân. Cường chạy xuống nhà lấy tỏi và nhét vào miệng cô gái hơn 30 nhánh tỏi khiến Hát tử vong do ngạt cơ học, bị tắc đường hô hấp. Khi vụ án mới xảy ra, cơ
cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đề nghị Viện Kiểm sát cung cấp truy tố Cường về tội vô ý giết người. Nhưng sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định thay đổi tội danh đối với Cường từ tội vô ý giết người sang tội giết người, tuyên phạt 13 năm tù. Ánh Đức là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của sân khấu phía Nam. Nam diễn viên còn được nhắc tới là bạn thân của MC Trấn Thành. Ánh Đức rất kín tiếng trong đời tư, tuy nhiên anh từng vướng tin đồn về sử dụng chất cấm. Vào tháng 5 năm 2020, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông với vẻ ngoài giống với nam diễn viên Ánh Đức đang có hành động như đang dùng chất kích thích. Ngay sau đó, người hâm mộ đã tràn vào trang cá nhân của nam diễn viên để tấn công, yêu cầu đưa ra câu trả lời thích đáng. Khi ồn ào vừa nổ ra, Ánh Đức đã nhanh chóng tiến hành khóa trang cá nhân của mình. Sau khi mở lại, nam diễn viên đã xóa đi những hình ảnh và lời chỉ trích gay gắt của netizen. Ngoài ra, Ánh Đức không lên tiếng đính chính hay phủ nhận thông tin này. Hành động im lặng này của nam diễn viên khiến khán giả càng nghi ngờ và tò mò. Sau ồn ào, Ánh Đức vẫn chia sẻ hình ảnh thường ngày trên mạng xã hội. Nam ca sĩ trẻ Trịnh Tuấn Vĩ, giọng hát có một số bài hit Trèo cao té đau, Để có em, cũng từng suýt phải từ bỏ sự nghiệp ca hát chỉ vì chọn lựa sai lầm khi tìm đến ma túy. May mắn cho Tuấn Vĩ khi anh kịp dừng bước và đoạn tuyệt với thứ thuốc độc này. Người đã đưa ca sĩ trẻ này ra khỏi vòng xoáy của ma túy không ai khác là ca sĩ Duy Mạnh. Và chính Duy Mạnh cũng đã thừa nhận mình là người trong cuộc, từng thử qua ma túy và nhận ra nó thực sự nguy hiểm. Cũng theo Duy Mạnh, suy nghĩ dùng chất kích thích để diễn sung hơn khi lên sân khấu là hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ một khi đã dùng đến ma túy, người nghệ sĩ không thể có đủ tỉnh táo để giao tiếp bình thường trên sân khấu, chưa kể đến những hành động bất thường mà nếu khán giả phát hiện ra thì chắc chắn sẽ phản ứng. Thực tế cho thấy, rất nhiều nghệ sĩ đã và đang thành danh một cách đàng hoàng, lành mạnh, hoạt động nghệ thuật bền bỉ và được đền đáp bằng sự yêu mến của khán giả. Họ đâu cần đến thứ chất kích thích nào. Việc sử dụng ma túy để phục vụ cho nghệ thuật chỉ là lời ngụy biện cho một hành vi vi phạm pháp luật mà thôi.